Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Anh nói chạy rồi phải không? Hút rồi hết nước biển luôn rồi sao? Nó có hút uổng lên. Hút nước thấy rõ là không? May đó ơi, đỡ hết rồi. Cái gì vậy? Cái hút à. Cái đó kêu là lóc sấy đó. Mà làm cái nước gì lóc lại nó đổ vô nó về sập ngay cái mỏ luôn. Nước mà đây mà nước nước rồi. Hút lại. Nè hút lên chiếc ghe nè. Nè nó nọ. Má nước rút lên thấy rõ rõ anh trời. Nước rút lên á. Đó, ở đây mình mới thấy rằng như chứ thật sự xa lắm. Lúc ngoài á. Chạy nào cũng chết chết luôn. Hút mấy người kia cái ghe lên luôn. Đi thấy gì cho lẹ lắm á. Nó đi ngay vô rồi đó. Rộng là uống nước mặn không nội ơi. Thấy gì chứ nằm lúc mà ngoài xa ngoài á. Chứ không phải gần đây đâu. Hết cái nước lên rồi đó. Thank you.
chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!